bạn để lại lại hai chiếc để vậy em lại tới vậy căng đét căng đét đếm đi chưa chưa rồi dư lắm rồi, dư lắm rồi. Sao chạy không rồi, chạy kìa. Không lẽ học điện rồi. Chắc vậy vậy. Rồi sao chạy lại? Móc quá là vô nằm đứng bơ ông nội. Đâu có hết điện nhắn lên thằng nhóc đó. Học điện rồi, đã học điện rồi. Kìa chạy kìa. Rồi chó gì ai kìa. Rồi tế tiền quá rồi. Rồi. Qua lại nhau. Sao xin 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 dùm. Sen dương lắm rồi. Học điện rồi. Chết bay hả? Cái thằng này có đua không? Chơi luôn, đủ ăn học điện rồi. Chết con mà mặn vậy? Đúng đó, tao nói chạy kìa. Chết con tao bóp ra hả? Nè. Ba chiếc gì vậy? Điểm chờ nào, điểm chờ. 1, 2, 3. Chưa mà. Má học điện rồi, sao chưa lại thầy? Mình chạy cái đó chạy. Đi lên đầu luôn kìa, tới một chuyện. Để xe ra cái ông ơi. Chưa, xe ra cái hả? Xe không có ai chạy kìa. À giao lưu cho mình. Không mày học điện lên ra không chạy. Lên ra cái này giật cái đó. Cái này bự quá. Ta chạy vô trụ cây. Mẹ ơi. Học điện cuốn. Đó. Ta lộn 2 bay. Học 2 đó. Đâu bắn kìa. Để ra ngoài. Nó lụm luôn. Rồi hết chạy rồi. Rồi hết chạy rồi. Cái gì? Ai hết chạy? Hết chạy rồi. Đâu? Lên ra tự nhiên tự chạy. Giờ chạy không? Tới. Không chạy. Nè, 1 2 3. Chỉ có cây sao cồn mà. Chị... rồi, ông anh ơi. Xe ai xe chạy nhất hả? À? Biết đâu. Ủi đó, ủi, 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 ủi. Má, học điện chán ghê chứ lại. Có mưa rồi. Ê, chạy hôi xe mặn nữa. Đời ba được, được 2 mét đầu dở đầu. Ê, luôn ghê không? Sao chạy hôi xe mặn luôn lại. Cái nội bắt ghê chạy. Bắt lên lầu luôn á. Má nội luôn bắt lầu. Rồi chạy với ai? Chạy với người ngoại lại thôi. Rồi chạy với ngoại hả? Chạy với ngoại hả? Mạnh nó bắn lên đầu luôn bạn hồi nãy. Chạy với ngoại. Cái này là em buông ra máy em chụp nhẹ lên cái nửa máy nó lên đầu ghê. Tới tiền không? Đâu chạy chơi tình. Đâu có xé bánh gì kìa. Đâu có này mà xé bánh gì kìa. Đâu có nguyên tính mơ lại nằm giống. Dạ. Rồi rồi. Cái này tôi. Rồi. Ông nội chạy chạy kìa. Đu. Chạy đuổi ông nội. Trả đi. Kì yếu quá. Tụi gì mình không nổi này gì đâu. Lòi lỡ cái gì hả? Mốt cầu nổi gì, mốt cầu nổi gì. Anh Dũng thì em mới bắt đầu được á. Xe hết điện bỏ gì, xe này điện bỏ sao? Bỏ xe điện nó bỏ gì hết rồi. Trời ơi. Xe điện nó bỏ gì hết rồi. Trời ơi. Xe điện nó bỏ gì hết rồi. 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 Xe điện nó bỏ. Nè, đây là 90 mấy lận. À, 87 rồi nè. Ừ, qua có sạc đâu. Bị nhiễu rồi. Qua đi chơi vậy, có sạc đâu. Mẹ hết điện rồi, hồi lo chùa điện về.
chạy nữa. Đem ngay bắt gì.